tin nóng 24 giờ, trẻ em băng qua mũi ô tô trên quốc lộ. Tình huống giao thông xảy ra trên tuyến quốc lộ 48D, đoạn qua huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, được camera hành trình gắn trên ô tô ghi lại. Tài xế ô tô phải phanh gấp khi một em bé bất ngờ chạy băng qua mũi xe. Khi sự việc xảy ra, có khá nhiều người lớn đang đứng phía bên kia đường. Em bé vô tư chạy ngang, nhưng không có ai cảnh báo trước tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi ô tô đang tiến tới. Video ghi lại tình huống giao thông được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người cho rằng sự chủ quan của người lớn suýt gây họa cho em bé và tài xế ô tô. Bởi nếu xảy ra va chạm, em bé có thể sẽ bị chấn thương nặng. Trong khi đó, người lái xe cũng gặp rắc rối vì liên quan đến tai nạn nghiêm trọng. Một người nhận định trẻ em luôn hiếu động và không thể lường hết được sự nguy hiểm của việc bất ngờ chạy băng qua đường. Người này không hiểu sao có nhiều người lớn đang đứng đó mà vẫn để em bé tự do chạy qua đường như vậy.